bên này cái này có kênh tay nhai với alum ta hạt này đã bộ tôi kinh cả huyện Phú Thiện tay nhai lại mất tay nhai thì có lệ gặp loạn nặng buồn sang ta do cất một lại rung bởi đặc lạc là do hạt này là mừng niệm nặng đang lệ càng màu rung bởi này cần tôm cho nhai lại đang hiếm bạn có tay lại là mua xít mà bởi đặc do cần lần là nặng buồn sang ta như này màu lạc thì nó mất hả bởi hiếm bạn cả để bộ nặng buồn sang ta hạt này nhớ hiu một cái yuan tôi thuê nên tế bộ clay nên chụp ảnh nên clay mua nên nên giỏi á về đàn nên máy tiền thọc ra lắm á cơ clay nên tu mà đã tu bịa mừng buồn sáng đó bấm hay đục bên nên tầm bới trong tay ngã vậy không lo nên clay ngã nên chụp ảnh nên dùng bẹt đố thừa lại nên chụp ảnh nên xôi dục như liên quan chụp ảnh nên pháp luật tế đục tế ra là tar Việt Nam tế rằng tế tế bộ đục ít bịt đau sẽ xin nên phùng Ukraine lại nên phùng Nga hủy cái Ukraine này nên mút bên nước Nhật nên cơ khối NATO như đục ít bên tàu tàu như nên lại á sau đó mới lại Israel hằng Palestine này riêng nên Palestine này nứ lu để phục hồi toàn bộ mộ bây giờ nên Nhật Bản nên dực dây Nhật Bản nên bình dực dây nên phùng hay là phùng can đốt mà đã Nga mà đã Iran thúc đẩy bên nhập lạng nè. Bây giờ cái này đang gầm, sau đó mà cái tốt bộ phao mà ta tận nạp nè, mà ta cắt luôn nè, lâu thì nên tìm một thau cá mừng về bồn sang. Tại bồn sang nên mình muốn chịu được ô, cái tiếp phong nóc nà của sàn Việt Nam này. Tôi sẽ nóc nà của sàn nên nhiều được lần đây đây nên mừng thôn sapo tụ bản tu mà lộc bạ đi. Bây tu cái rồi lộc luôn mình bạ thôn sapo tụ bản tu chụp luôn mà nhiều tuyên bố sẽ chia như bây giờ nên là vàng lên là để cái đây nhiều kẻ kề. Nên để bố lần yo em mam đây lần này lần đi lần anh ăn đề gà ta đốt mồm mồm dân pia nên ta chẳng nhớ ta chẳng tự quyết ta chẳng độc lập bây giờ lại tự quyết độc lập nên sẽ gì nên bộ phun nhiều đề gà trên bơ mi thì sẽ thì lâu nên để bộ ai khoa thì sắt cất bây giờ nhẹ lại để cho này sẽ bộ nên lupo đã bộ này bộ đi này hiện để bộ nên tập trung tìm sẽ chỉ tuyên nên bơm đi để bộ rồi ngày mùng bảy tháng ngày mùng mười tháng bảy là Israel các lề từ Washington DC các lề đàn Ramna bộ phao toang thì đắk lắc vật các lề các độc na đắk lắc tự chọn ngã sát tam bình thành thành con hoa có do anh đặc đề gà thì chụp về tức nước vừa bờ sân mưa ta ta nạp nem một một lề prong hên một đẹp hên một đàn chỉ chàng buồn sáng đấy có năng may được ta được bờ Thái Lan mà đã ta được bờ Mỹ thì có năng ta được bây giờ hơn đã để thâu lề nên vì bị la bị xiết cái này đối về rằng rằng thâu rằng quan tâm rằng bố sẽ bị nặc đề gà trên nên sẽ gì nên dưới hết trên nên mồm mồm bố quan tâm ở đây chẳng phải được quan tâm vậy bố đây tâm đi ta bố nó là làm lớp lớp sạp lên năm nên ta bố nó đã vận thành là lạ rồi nên có nặng cho một trụ sở nên sẽ tiêu hiện tuột đấy vừa cất hạn này là những căn hụi nó một lần tài những cái chỗ mẹ nó mà thằng có bố có đăng đi nó mất tâm phê tâm đi ông thầy tâm phê video này dù những bạn là những bậc tuân một lời này là dù nó hắn này tôi đã bỏ nó ta lệ là nhiều hụi á người nào buồn sáng là được là tôi có bố hồi đại này lệ nhiều bố hụi bố cái nào buồn sáng trong nhiều hụi biển vẫn nghèo đấy dù cất lệ nhiều hụi người vẫn nghèo tôi buộc này nhiều mô hụi ở Sam Tao có dân đã nhiều sẽ chỉ nắm quyền tất cả từ Nam chí Bắc truyền về tiền nộp Việt Nam đây nhiều hụi tách nhau như phi quốc tế vứt quốc tế này hình nhiều bị lừa Joe Biden Brim đi ngày mùng 10 ngày 11 Joe Biden nào hộp ký ra các lề như vậy chiến lược toàn diện làm nên sẽ xây như lại nên để mở mở bình làm lại lũ đút bây giờ làm chính thức do bờ đần lũ bộ như trang đời thứ nhất là tự do tôn giáo thứ hai là tự do nhân quyền thứ ba như về Việt Nam công nhận đặc đề gà thì dân tộc bản địa bây giờ chi trang bọn anh sẽ ngã đài làm đài xa này như lại sẽ ngã Việt Nam như lũ đút như trai như trang kỹ kết đút lẽ nên như tha cho tù nhân đút lẽ như mạ loại như vậy bình là lưu vong nha như mô hoàn toàn đúng 39 người 49 người nên 39 người nên tên thà chỉ một thà cho đốt tôi sẽ cái nên Fisherson nhập ra cái này cái này như lại nên nà nên để bộ chi chàng nên như bộ huy xăm tam nữa một cuộc tệ như vậy còn cho ta quốc tế á như pia nên như cái đặc đi nên sẽ chi nên chung nhưng như ponic như nên nặc đề cả để độc tế là charmi mà để duyên mà ta bom căn sáng tôm bình như pia quốc hội Mỹ mà tôm đài BBC London mà tôm đài Á Châu Tự Do mà tôm đài nền VOA này đi các loại đài sẽ chỉ định lên hình này lên tiếng dân bè nền
tố giác tố cáo tội phạm hay là tội phạm của Cộng sản Việt Nam lợi dụng chức vụ của quyền hạn lên nên nhiều nắm quyền là nhiều mạ trên lãnh đạo đặc biệt này ấy bộ mà nhưng mà hiểu càng ngày càng mạ ấy bộ rõ này nhưng mạ lên bạn là bộ này plan lên nên y cách bôn ra lên nên hàm tiền luôn luôn hàm tiền nhiều kiêng chế đất đai nhiều tìm cách nhiều bây giờ nên trang bền nên tách thu đất lần hàm tiền đặc biệt này nhiều sĩ nhiều bộ bằng nhiều bộ nhưng hiểu xăm tam đang hiểu là tới đạt đây bơm mì thế nhưng mà mình mẹ bé là tôm đài a châu tự do tôm đài a những bạn view ai tôm đài BBC London tôm bắc cự đài lên tiếng là mua khinh ánh bơm đi về mà hắn có một lời tụi bé nhiều dám một phần bé dân mơ mơ ta là đã này có là nhiều hụi bữa đây hụi hắn này là càng chơi nhưng ngạ tàn tôi ấy mua đạn này ta là buồn sàng ta cứ đụ mặt nó nữa một kẹo bữa đạo bữa khinh lễ nhưng bạn lại buồn sàng ta một mình có nạp lần nhưng mà là đập nắng mà thằng Bình Duẩn này tôi buồn nhôm nước đề ra này còn đang là chuyên nữa công nghiệp hóa hiện đại hóa 4.0 dùng nhiều bây giờ công nghệ nước đề ra thì mỗi càng ngày rồi nên càng nạp sẽ càng nạp mình để bộ là nạp nữa sẽ xì để bộ cây màm đề một màm đề dần về lâu nên trời xin voi xin có lâu nên nhiều bây giờ xin voi có nghĩa là keng nuôi lên lần này ai để hình nhụt luôn mà này dần quản lý để bộ này những bộ lên xem bè một kế hoạch bè đang làm một kế hoạch tăng đầu tư bè một doanh nghiệp tăng play bè những bộ lên hạ lời những kế hoạch những anh kiêng chế đất đai vứt em một hạ tôi mà hạ lần như mà mơ nên buồn sang thì một lần chân nạp nên buồn sang chân nạp là thật xa xa ta đua bộ qua một bài học một sẽ rồi plus sam lần năm thì nên buồn sang một số ngộ lỗ lên bây giờ lên nè tôi đã bơm mi đi dòng tiền đã bơm mi thì một trách nhiệm như một sự quan tâm bè dòng tiền đưa dòng tiền hy sinh tới này dòng tiền buôn sang Việt Nam thì nên sẽ bơm mì thì một bộ đấu tranh sẽ có mỡ này đại ai bền này anh nhu nhung không nhu để ai thế rồi ngã sau là nhu chia rẽ là đoạn như vậy để chết đoàn kết xong vật chi trang định đề cả để bơm mì thì Canada và Phần Lan này thì chính sai á đã ăn tội đạo chính sai lại đấu tranh nhá là cơn tự bền đẹp tiền nên sẽ như mô phê phái này này thì nên tự ngại rồi tiền làm cả đi nên cứ dòng tiền thì bơm mì Việt Nam thì nhu khiến ai có mỡ này là có mỡ bình dòng tê là mỡ mệt vẹt đó tụi mình bình nhuôn nó ô đôi lại như lẽ từ ô thì mình mệt thì tuyển đấy từ vào mà chấm lâu thì kẹt đầu mặt lâu trong là bình nặng của tôi là ô cả đi gà đấy nhá nhất bị nó bom mút neo làm pít như lẽ là bình nhuôn neo đôi bột nhuôn nó bom hoa làm ăn ô như lẽ lại được làm vật rộng như vậy bộ tập bom nó hiếm bạn như mạng rộng buồn sang mà bây giờ mạng rộng dần thì nhiều sẽ là trong dòng tê đó lại do rất nhiều bột nhau là phù hợp lại nặng đề ra này thân nhớ nắc đề gà thế nên bìm ta như đang thâu đề nên nhụp lỗ cốt nên nhụ dần dần nhụp nên ghen tị này đi bây giờ nhụ kinh một lại thâu nhụ kinh khen mà nhụ nên là nhụ nên như bây giờ dần bây nên con sâu nên bầu đầu canh ảnh hưởng tất cả nên chỉ trang vừa nên nó tổ thì ngạ một lúc chưa để điểm to cầm lô để lại để thâu để rụng đuôi tầm lẽ nên sẽ tuyên nào để bộ ô tô đặt các bộ nên sát là hút hà hút hà là mua bang nó sẽ xếp bình nóng nạp gì bình đề gà để rồi plus năm lần rồi plus sáu lần năm thì bơm mà là sau đó đặc đề để cá đặc đề để dịch đặc đề để đó có nông na sáng sáng hình dáng như dịch tầng ta nâng lên nên cột lòng bơm ác còn ní mà cái này bình tuyền cái poly tuyền nhiều ngạ cái này nên anh chàng bề nên cột lươn hết lọ có chàng bề tham hội tuyền mà đã tổ chức nhiều mô nên như bây giờ nên sẽ xin sẽ phùng nào là trôn Việt Nam cho mùa nên tao muốn bình nhiều mạ bựa nên như mùa riêng chân nhau sẽ chỉ trôn nào thăm dò này đi riêng chân nhau để thâu cầu lũ bờ trong tây bờ Việt Nam là chẳng lẽ bề đang trôn nào tới đặt trôn nào bề bề số điện thoại khen nhau tôm riêng bây giờ lũ bờ nên quân nên bộ mưa não mì lại cho nên nên nhiều dân bề mắt tin tưởng nhưng mắt uy tín là mắt tin tưởng là kia mà bựa do nên tôi dự đoán ta lại các nạn buồn sang ta này nhìn được cự còn là mò từ bản vùng miền châu hà này tôi hàng có bộ như đang đăng xã hội em đang mang xã hội hà này lại mà doan đấy đang bị rồi là nạp này là lừa bùa đèn bùa xài gặp nạp bị hiếp rồi tôi kéo tại em bộ hiếm bạ lại này nhưng mò kéo mà công sản như tôi mà nhập nạp gì từ bản vùng miền châu rồi theo dân bè nên nước có quốc pháp mà dân bè nhà có gia quy theo luật Việt Nam nhiều tư hình này một từ luật tư hình đó này bây là luật này bây loại rào mô cái này là để một thầu karao sẽ si phùng mà plo bạ trồ như bây là chuyến bay giải cứu này đa như là tư hình
cuối cùng thêm một thành như bây giờ tù trung thân cái năng như huy như gì là bây giờ chăm bên thêm cái loa mà sang nạ sang trào gì chết dần chết mòn đốt mồ chẳng bây giờ như tư hình như bây giờ trực tiếp những cái này như hơi bị khó có giờ ra nên quốc tế chưa công nhận là những cái vụ này vụ khủng bố bởi vì cái vụ này đang sẽ xin quan tâm rằng đang nghiên cứu đang như bây giờ tìm hiểu về vấn đề là cái này như bây giờ tức nước vỡ bờ đốt giờ nó cất lại đào bùn rạ này là ai nhiều bình con sàn này nhiều thau lại nhiều mưa ăn nhiều hụi mưa cái luật tệ có thế đà ta cứ pi bằng rạ nhiều thực hiện cái cái luật nhiều phủ tôi sẽ đây hay tâm tư này bùn mà cất lại dọn nhiều mọc cái nào là mọc đây là nhiệt loại rạ mới nhập dày dày sẽ coi nhiều tôi giết người mới sẽ coi là mạnh hẳn nản nhỉ nguyên không mạnh hả mà nó nhé nản khởi giờ này là bê bô nhiều một lời tươi đến những quốc tế sẽ hủy. Sẽ xem rồi đi thì tại bộ là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 như chính thức và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đến ngày 7 tháng 7 năm 2023 như lễ. Bây giờ ta như một vụ như thứ nhất là vụ sẽ xem cái tại bộ là thế linh mục Tiệt Gia Lai những gì họ. Thứ hai là này như mạng là 39 người phùng nhà báo phùng nữ đấu tranh này đi. Thấy không ạ? Sẽ đang nên như bộ như vi phạm ăn rút như khói như bảo an Liên Hợp Quốc bộ mà và nên hết mà này nhiều kỹ hạng ở Việt Nam như bây giờ đến chiến lược toàn diện bây giờ như tất cả những vi phạm nên đang theo dõi như này là đang theo dõi của chúng ta nên thứ nhất như lại nên cái Obama Joe Biden blue như cả bộ mỡ này mà ta đang cắt mà Việt Nam như cắt thứ hai nữa là Việt Nam như lừa như bộ lừa đối về thay đổi chính sách Việt Nam một thay đổi chính sách nên có thể là khó làm ăn như vậy là với Hoa Kỳ bao nhiêu lại lo thắng nên để bột. Nãy tôi đổ xăm đi tưởng tôi bố lại mừng đi bạn nắp tôi nhớ hứa hàng Việt Nam hàng Hoa Kỳ lại tôi cho biết đợt như lại chỉ chào những tế bào là mới sau ấy lệ tưởng bạc 11 tỷ càng yêu bạc con tỷ và tại Việt Nam là hiếm bạc những ai nhiều đòn mất lại được nhiều thì như một sự như là hai bên một lợi hai bên nếu dân bèn Mỹ Việt Nam tụ ở ngã do nhiều sẵn sàng đầu tư mở rộng lên là nhiều pre thì có thể ép người sau nhưng mà nhiều lần điều khoản nhiều pre nên bộ sẽ chơi cái Joe Biden nào nên vượt qua cái nhiều tự do tôn giáo tự do nhân quyền nhiều hơn đảo cái nên chắc chắn sẽ chơi cái cho như là Robertson như là nên Việt Nam thì phải thay đổi nhiều pre nên chiến lược mà ta thay đổi về chính sách về luật một thay đổi nhưng không bao giờ làm việc được. Clinton, tại bộ. Do nên tại bộ hôm nay là Việt Nam bự nhiều rối loạn đấy. Hôm nay là Việt Nam, Hoa Kỳ, tổ cao ta nhiều là cái mút là virus rằng là mút bằng. Anh em nhiều xâm nhập và nhiều pia nên xâm nhập bởi máy tính rằng để nhiều pia nên gì mạng thông tin rằng. Nên cái này là tổ cạo như là chính thức thì như là nên sẽ như bây giờ Bộ Ngoại giao Việt Nam tại Hoa Kỳ ca trả lời. Đúng lắm rồi bà, mùa này mày phân đi cái phim bằng bị xem đăng lại rằng về rằng về mấy nhà nơi đây có đọc 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 đọ